Ngồi chỗ. Ông luôn chụp đẹp bạc cả mình to cái chấm nai ca này thì sạm nạc ca thì sạm nạc ca nở ngày đi nâng nở ngày sẽ ai để ông chụp đẹp bàn chụp đẹp chun đồng năng đo phía kia nâng sạch thì lại chun bàn chụp đẹp cà lòng pê này cái chấm nai ca sạm nạc ca cà pì ngày thì một phơi muôi khai cái nhà cho năm pì pòn đọc pì gần lòng từ ni cứ cái chấm nai ca sạm nạc ca này pê ni cứ ông chụp đẹp cầm nọt đập sạc khay cam sạc khay để sạc khay cam sạc say để miền là hà sơn niêm thì si đã bị du buồn rồi chết tập rầm hay một nừng trường sạc say chiều một căn thì cái này đọt khay cam giúp tạm là cá xong rồi xài cổ vật thí là người cao vì thành lập hiệp vật tâm miền ở vật tâm miền phía kia những bộ cột đại ông như vậy còn chưa nhà châu rùm được không cái chấm nào cả sắm nào cả đi sông cột lộc vật thiên cột phía kia tiếng o nơi không rừng đây ní miền vật tâm miền lực lãnh tài chân chọc chào yên sử lý ạ vật tâm miền đại mùa hè sọc so hiệp phần tài chân chọc chào bàn sân sông lẹ bằng sắt miền vật tâm miền nơi không đồng nào cả sắm nào cả ในการสนับสกัยกรรมสะสัย TCW บุญรอยเจ็ดสิบแปมในขนมไงนี่ลูกเมทวีอันเทอร์เบคเคนเมทวีอันตรายจิตกาปิกได้ไอโลกเคียวสมพรอวัตมีนในขนมไงนี่นังไงไซได้มูลให้มีนทุเรียต่อคล้วนได้มาอาจจะร่วมสามนาการบานสะสัย TCW บุญรอยเจ็ดสิบแปมได้เตรียมหมดดอกสกัยกรรมในขนมสามนาการไงนี่มีนวัตมีนในบรรทุกรองจำรองจำกาก็หายปีอังจนุนเมรียสะใจรุนี้บานมันเจียท้าตามสมัติเพียบแต่กอดอาดังคือกอดมันมีนจอบตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเหยียดโลหิตหรือเหยียดปนจมวยนึงจนจอบจ้าแตงใบรุกหรือเพียกีดามันดังรถปะเวนีนามมวยแต่ตระบันตะตัวสกอนึกนองเรื่องใดนิเตสะใจบันทัวสมบัติรุ่ยหายในจมพวงมกลูกตาดอมบอกไล่กาปีประมันนี้สมกุลนะอกุลให้miền độ thái thái còn thấy miền xã xây bầm rồng này thế ngày này sông cột lộc thiên nước non ngày này mình miền xã xây bầm rồng nước non sạp đà này nụ tề sông mặc quần bạo quần thì một lần trường xã xây chùa một căn cái này đào thạch cam nông tụt sầm nà ca ông chim rẽ sầm rạch lưới sầm nà sông đồ bò chuột chập chót yên sơn ri ông chim rẽตลาดตะบงบานตะตูปีส้มระบบจนจับจอดเอียงสรีจบไงตีดำใบแขกญาชนะปีปอนต์ปีตามระยะเมตวีกาปีกระไดบกอดส้มแหลมบองเซตมีนวัตเมียนในขนมปตุกสำนักกาขนมกัจจมนาคาปีเพียสาดิ่งดาวจมพัวสะใสจำนวนเปรูปหนึ่งดาวมันดังรับปีนีมือรูปขนมจันน้อมสะใสจำนวนเปรูปกอมีนมัวสะใสได้มีนฮาเซนิมทีซีดับยูบุญร้อยเจ็ดตะปรามันแน่แน่โยงตามระบายกาปีจะซะเลขประมวยโดยมาเพย์มอมคอซอจะไงจะดับบุญใครกันญาชนะปีปอนต์ปีระบบมันตีเป็ดมันจะเพียบขมายสุวิทย์บ้านบัญชีทารุเอียงสรีปัจจุบันบ้านหนึ่งกับปงแต่สำราตะตัวกาพิบาลในภายในสังกูบนต้นในบันตีเป็ดให้นางวีดมลายท้าอังปีเพียบจำใบของกาบันโตสำราดำไปตะตัวกาพิบาลในบันตีเป็ดนุให้ยุ่งตามตะไคร้กั้มระบบวิจัยมันเด็ดปีรูปได้ตัวตูลปีนัดเชียบาลสกปรกเพียบระบบอากาศระชมงือระบบโลกอิงสรีในมันตีเป็ดมันจะเพียบขมายสุเวียดคือโลกลำบททานังโลกปีบูซูในขนมสัมนาคาการปิดไทยสกตีมาเพย์มุยแขกันยาชนำปีบอลดับปีบานบางไฮทาโลกอิงสรีจำใบเตยในสำระในเชียบาลในมันตีเป็ดประตอตะเทียดให้ตำนองตรกาปีเปลียยูอาจจะโหดดอนมวยไข่หรือเปลือกปีนี้ให้ในปีนี้ลูกเอ็งรีบันทมและบังสุดมีนบัตเตอร์มีนในขนมปตุกสำนักกาขนมกันยุพิษาในดาวดับไข่กำสะใสมวยจมนุ่นได้มีนขันได้กวาดมีนปัญหาสกุพิบเตอร์สมระดำไปตัวกาพิบาลในบันทีเป็ดตายรูปกายหนึ่งปัญสมาระใดระบกอดสมทรอบอาจจะร่วมในขนมกันจำนากาสำนักกาบานองค์ยมเรียกยุล
prom tam tam nao som robos luk ieng sari dae som leh bong sit mien vattamien nei knong kaich damnao ka samnaka chompuoh ka daing dol saksay nei rup nih hai an wat nih keu tam vithien 81.5 nei vithien ptei knong nei ong chamrah pi samanh knong talaka kampuchea montrey rattabal talaka ta anchoeng saksay TCW 475 chol mok kan cái này bắt đầu cái cam được không bổ túc sam naka xong luôn mấy thank you Mr. President good morning everyone very briefly just by way of clarification I don't think we've been told and someone will correct me if I'm wrong if we have been the scope of this witness testimony I assume it's communication structure this will help us formulating any objections if necessary I assume it's communication structure but xong chụp được chụp từ lúc mình bị trong mình bị cà phê cái đây luôn chia tha đã xả xây rụng đi ông chụp đấy mình bàn chụp riệp chụp từ phía ký ở đằng thá à này nhát ở phía ký sủa đánh đau không cọp khăn sau nông rương sôn sôn pi tê hơi xả xây đại dương ban cầm nót vừa đi cứ nơi không ra chân là thầm bồn rọt bá nâng tùm nẹ tùm nông ca nghi đấy là không có khăn này cả đánh đáo đại dương cầm nót sở mẹp thưa sạm nà cá vẹn bì ông nhầm đẹp ban thưa chẳng chẳng luôn chẳng đại hỡi chẳng phố xạ xây đấy ôi phía kỳ nâng cứ ai xuống được không có khăn vì sao là hiệp từ lùm từ lý trong tầm rương sôn sôn bì tầng mù bàn không cả nơi môi chùm luôn hơi xạ xây chẳng lúc xuất tại ông nhầm đẹp ban chun đầm nắng đọc phía kỳ chỉ mừng xạ xây na đại ông nhầm đấy mình ban chun nồng nồng chỉ mừng ông pi cọp khăn vì sao là hiệp thông tụ lì đội nội tế cứ xâm ông nhầm đấy cầm hất cầm nót cà bị phía xa đánh đau xạ xây từ tam cọp khăn lấy ông hết chạm bách đấy cầm nót dòng một phương cà bị phía xa đánh đau đội nơi tí ní cứ xạ xây để riêng cầm nót chung bộ ní cứ không cọp khăn lấy chậm nhẹ tầm đông càng nghỉ ra chân là thầm quán rõ tập bá nâng tầm đẹp tầm nông ca nghỉ. Thank you. Xâm ọc quân lục thiên. Chịp điệp xua, xạ xây. Ấy lần này môn này cháy, nhưng xong bà chạy bằng thêm, ông phì đặc biệt bà các bạn mê kêu ní. Lúc xảy, phì đại bà các bạn mê kêu, lúc xảy đồng chăm, miền xảy nhà phát lưỡng, cả hôm, nơi các bạn mê kêu ní. Rưu mối có lúc xảy mơ kháng kào, miền riêng mù mối, hay phì đại miền phát lưỡng xảy nhà cả hôm, nơi nâng kháng bà ọc. ក្បែរហ្នឹងឬក៏ក្បាលមីក្រូនេះមានន័យថាក្បាលមីក្រូហ្នឹងមីក្រូហ្វូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការហើយហើយលោកស្រីសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយដើម្បីសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធនៃការបកប្រែភាសាផងហើយប្រព័ន្ធស្ដាប់សម្លេងផងពីព្រោះនៅទីនេះសាលសម្ដែងការនេះធំទូលាយណាស់យើងមិនអាចនិយាយឮទេអញ្ចឹងវាសម្លេងដែលលោកស្រីនេះប្រកាសថាខែកម្មហ្នឹងនឹងចូលតាមប្រព័ន្ធស្ដាប់សម្លេងគ្រប់គ្នាដែលពាក់នៅទាំងជាតិនេះ Tao lúc rage mua ấy tới lúc rage ai prap đỏ ông giùm đẹp bàn tí. Dạ, xong cơ rộp lộp thiền
ខ្ញុំឈ្មោះនឹមសែមបាទអរគុណលោកស្រីនឹមសែមក្រៅពីឈ្មោះនឹមសែមតើលោកស្រីមានដែរប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេជាពិសេសឈ្មោះចំនួនសម័យបដិវត្តន៍ ចាអត់ទេបាទអរគុណហើយលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ចាខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1953 បាទអរគុណហើយលោកស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណា ចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភូមិអូ7ឃុំទួលបងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាទអរគុណហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វី ចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្រែ ឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអី ឪពុកឈ្មោះអឹម ត្រកូលអីទៅចាំត្រកូលគាត់ទេ អត់បានចាំត្រកូលទេ បាទមិនអីទេចុះម្ដាយរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអីដែរ ចាម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះមកកិន បាទអរគុណហើយ លោកស្រីចុះប្តីលោកស្រីវិញគាត់ឈ្មោះអី ចាប្តីខ្ញុំឈ្មោះខាន់កែន ខាន់លីន ហៅកែន អរគុណសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅរស់ ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយ ចាសសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ទទួលមរណភាពហើយ លោកស្រីមានកូនប៉ុន្មាននាក់ ចាខ្ញុំមានកូន 5 នាក់ បាទអរគុណហើយលោកស្រីបានរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ណាដែរ ចារៀនបានដល់ថ្នាក់ទី 3 ទី 3 ពីសង្គមចាស់ហ៎ រៀនថ្នាក់ទី 3 ពីសង្គមចាស់មែនទេ ចាស់ពីសង្គមចាស់ លោកស្រីនឹមសែមតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមជីសំណាកាអបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងថាលោកស្រីមិនជាប់ញាតលោហិតឬក៏ញាតពន់ជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលយកធ្វើជាភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រពៃណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនជាប់ញាតលោហិតឬក៏ញាតពន់ជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំង 3 នាក់ដែរគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនតើជាការពិតមែនដែរឬទេ ចាជាការពិត អរគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់ក្លាមជី អបាញ់មិញនេះដែរ ថាលោកស្រីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយ មុននឹងចូលមកកាន់បន្ទប់សំណាកា នេះ តើពិតមែនដែរទេ ចាមែន បាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូម ជំរាបប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចក្នុងនាមលោកស្រីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជនុជំរះនាពេលនេះលោកស្រីនឹមសែមក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនៅចំពោះមុខអង្គជនុជំរះនេះលោកស្រីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកស្រីធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពីរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯង សិទ្ធិមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង មានន័យថាដោយសារតែចម្លើយ
ឬអង្គជំរះបានសួរចំពោះលោកស្រីលើកលែងតែក្នុងករណីឆ្លើយនឹងសំណួរឬអត្ថាធិប្បាយឬការអំណះអំណាងណាមួយដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងបានជម្រាបខាងលើអមមិញនេះហើយលោកស្រីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញបានចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅប្រតិហេតុនៅហេតុការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសួរលោកស្រី តារុស្រីយល់ទេអំពីសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចនេះចាយល់បាទអរគុណហើយលោកស្រីនឹមសែមតាលោកស្រីធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលពីមុនពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយប្រសិនបើធ្វើសម្ភាសហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រហែលលើកធ្វើនៅកន្លែងណាហើយធ្វើនៅពេលណា Dạ bạn tại mặt đón nâu tiết hạt bọc nhầm. Thập trăm bị chăm. Bà ở cùng thì bà tam tâm mặt tập hiếp đây lúc thầy ảnh đăng đừng trong chăm tha tá lúc thầy ảnh bình chạy bàn này thế thà នៅមុនពេលដែលលោកស្រីចូលមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះតើលោកស្រីបានពិនិត្យឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកស្រីបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកធ្វើបង្កេតកាលពីមុននោះដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេ សមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងនឹងចងចាំថាតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយឬអត្ថកិច្ចកម្មដែលលោកស្រីបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះពិតជាត្រឹមត្រូវឬស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របគ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកស្រីបានធ្វើសម្ភាសជាមួយអ្នកសើបអង្កេតកាលពីមុនដែលលោកស្រីអះអាងថាធ្វើនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកស្រីដែរឬទេ ចាត្រឹមត្រូវហើយបាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបទៅតំណាងសហប្រញ្ញាថាក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិភាក្សាស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សៃរូបនេះអង្គជំរះផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញាតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សៃនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តីហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថានំនាងសហប្រញ្ញានិងក្រុមមេធាវី នាំមុខតំណាងដើមដឹករອບនេះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញ សូមគ្រប់លោកប្រធានសូមគ្រប់លោកលោកស្រីចក្រមសូមគ្រប់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅសំណាកការនៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនំសែមសូមគ្រប់សួរបាទខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទរាសមីជាសាភិញ្ញារឿងជាតិនៅស្រុកដីនេះ សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានចងចាំបានដឹងឮនៅក្នុងអតីតកាលពោលគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មុនឆ្នាំ1975និងក្រោយឆ្នាំ1975សំណួរជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកស្រីតើតើតឹងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មុនថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1968ខ្ញុំសូមផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចន្លោះឆ្នាំ1968និងឆ្នាំ1979 សំណួរដែលខ្ញុំសួរលោកស្រីមានដូចតទៅសូមលោកស្រីស្ដាប់ហើយបន្តឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើលោកស្រីចង់ចាំបាទសំណួរទី1សូមសួរថាតើនៅពេលណាដែលលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍
cha nâu chanam mùi quan bà buôn rồi học sập bà bay. Bà thông ạ cun. Ta mùi hai đồ ban chí lục xoay châu ruộng nó không cho nạp bà đi vọt nó. Cha phê nó cứ bong bọc nhóm nâng ban châu bây muốn nhóm hai. Quát cả ban nhà sầm bọt từ tè vĩnh có rót cả hôm nắng chập bàn hái có nhom nắng khai thì hiền khang sao mai nó cứ luôn nói rồi có sầm đại nhom mặt chạm đấy khai chấp có bon sấy nắng nhom nắng có đom khnề châu một bầy. Sự mặc quân, ta lục sợi bị chạm bàn thế thà khâm sa sầm bớt năng miền này đứng đấy bàn chì lục sợi phây mà lại bàn chì lục sợi chồ rùm được trong chòi nạp bảy vạn. Cha khi ông ăn bàn chạm thế khâm sa sầm bớt luôn. Mặc quân, nếu biết đại lục sợi chồ được trong chòi nạp bảy vạn. Ta kể ai lúc xây thua bấy khá bà. Cha chô tư đâm bóng. Tên nâu phân ở ra là hai. Có kể ai khá nhầm nâng thua riêng phết. Hai riêng phết ban bây giờ mình đo mà khai thóng có cái đăng thạc nhóm nâng chạy chiến có cái ở nhóm nâng châu sở lập bạc. Bạn ổn cún, ta lúc xảy áp chạy bàn thế khlâm xa nây ca bằng cách sở lập bạc là bó. Cho là nà bạc đi vọt như xa máy nu. Nóng cùm nóng ở vây bà. Làm sao bên nó cứ đã riêng ập rộm tam phùm vì làm sao bạn để vọt cái ông sợ chăm này bà xùm bà quân nơi không cho lót cho nam một quan một đôi học sắp ẩm bay lót cho ta lục xây thọ ban khai chi sự mặt chức ở bắc bắc cùng đi campuchia đại đệ bạn cha nông chỉ lo năm nắng cả cái ban mình châu khi nhom nông sự mặt chức bắc cùng đi campuchia hai đầu bấy ban giờ kia mình cho lục xây cho được con ông smart chụp bạc cùng đi Campuchia. Cứ nhom đang chia vận nặng cả sĩ co cây cò khơi vận nặng là o có mình cho. Ta nhận ná chỉ nè bằng chô chung mô lục xây ở chô tư khăn nông sử mạch chất bạc cùng đi Campuchia nó khăn nông sử mạch cao luôn. Về nó cứ lột thu nầm. Ta kê bằng chô lục xây chô tư khăn nông sử mạch chất bạc cùng đi Campuchia nó nơi tì cả lại nà bạn. Cứ một tí mùi dòng một trăm một tí là dài nâu khai cùng phong thông nâu nông bầy. Sao mà quân
Tại lúc xây trực bàn kia thật lọc bằng châu lúc xây châu tư khăn nông xe mạch chức xâm quân chú bạc cọ đại được tế bà. Chà, bê đâm bố châu xe mạch chức xâm quân chú bạc cọ rồi mất bàn châu bạc. Ông bánh mấy lục sợi bánh mấy bật xa tha lục hôn đấm chỉ nạ bằng châu lục sợi chia sẻ mặt chất bạc công ty Campuchia. Ta lục sợi có lục hôn đấm đòi là biếp nào đấy bà. Chà sợ rô hôn đau khăn ông môn tì chì mùi môn tì kho tam sắp rồi cơ nhằm mà chạp lệch ạ. Ồ cún, ta lúc xây đăng ẩm phí tu nâng tí rồi bỏ lúc hôn đấm nơi xử máy nút ta quạt căn tu nâng tí ở vầy khá bà. Có miễn sức ẩm nai xâm rạch ở vầy khá bà. Chắc nhằm ọt bàn đăng đi. Ông bánh mấy lúc xây bánh mấy bánh sát tha lúc xây thọp nơi khai cổng phong sư. Ta bằng tốt bì khai cổng phong sư lúc xây phát tí tới cả lãi nạp xây tiết. Hai lúc xây thua ở vầy ta bạc nơi cả lãi thầm mấy nụ. Chà phát bì khai cổng phong sư cứ tâu khai cổng phong thông bê nụ nâu chế xa lập bạc tàu cần lại chở bạn phun phịa bay rồi buồn nấu hạt riêng nấu tin luôn à thà lúc xây ai bị chạm bàn thế thà đầm bón bay rồi buồn luôn thật nơi tì tăng na chỉ bạc lo bà. Tuy tăng bay rồi buồn nó nấu nóng prey đã nhau mình chăm nấu khát cùng buồn thầm nấu chết phùm phùm cực kỳ là chơi cuốn ta nấu đầm bón bay rồi buồn luôn lúc xây nấu ở dạng pel phần mán. Hai lúc xây thuốc kịch ca với khá và tôi tin được bạn. Nào bây rồi buôn dạng về ai một chân năm bạn làng từ mình tìm mà chầm. Vừa chỉ sợ lập bạc cả đài. Lúc xây có thu chỉ sợ lập bạc ta, lúc xây còn tại nệ chỉ nệ chùm riêng, rồi có lúc xây thu kết cả bài tiết khả nông quý xây sợ lập bạc. Đã khả nông sợ lập bạc năng, còn tại chỉ nệ chỉ riêng khá năng rập băm tại phần nông. Quân ta lúc xây ai bình chạy chung ông sản ca đòi sẵn khai và đại đội tế thật ta nền nạc là chia sẻ mạch chất cả nạc ca mạc thị ca phung phía bây rơi buồn và nước nông chân năng mệt quân và bộ đời chất sự buồn. Đã nhỏ mặt chăm. Quân ta lúc xây trong chăm bản thế thà nền nạc kế chia bật thiên cọng sản phạm các bà lục xây nơi khu nông xa máy môn trang phó để kết sắp rạm được chắc bà thiên bà nhóm chú mô tri hào sao thiên xa lập bạc
Ta quát chi nà đấy bà. Quát chi anu thôn xa. Nâu tì cọng nông bình. Châu to su đài. Học quân. Nâu bêl đề lục xây chloi nâu xâm nua tầng lai đà bò. Nè nghe kháng cả lấy xa cho con xâm kết để bán xu lục xây. Cả lò mốc. Lục xây bán bạch chả tha. Lục xây xoal xo xịa. Ta lục xây ai bạch chả bán thì ta xo xịa cứ chiên đàn na bà. Xo xịa. Lục xây xo xịa bà chiên đàn na. Chà xo xịa nâng cả môn chmô xìm mò bì. Mà bị khát cái bông chám rư có bây vên đấy châu xa lập bạc nâu chì mùi khả nhóm nâu mầm tì xò bò mùi chân lục xây xò xịt nâng nơi khả nông cọng chì mùi lục xây nơi khả nông phùm phía chì mùi khả nế rư có phùm phía khó khả nế phùm phía bây đợi bốn rư có phùm phía nạp xây tiền nơi bây đợi lục xây thọp xa qua quận hông bà. Châu mô nâng, để cái hào xo của mùi nâng cứ xa lập bạc mà châm rồi nâu, bắt nâu khăn ông đồng bọn phụng thiện bay rồi buồn nâng đài. Sông khó khốn. Ta lục xây ai bị chạy bán thì thà nước khăn ông lòng bê đại lục xây nơi khát cầm phụng thông. Rồi hốt đó chắc nam mùi phuôn bàm bùa chất sập buồn. Ta lục xây thật lọc bán khơi đại đời tế. Nam mẹ đặc nôm rồi bảo bạc cục ni Campuchia nam mẹ nôm rồi bảo tây tạ rồi bảo mai cả hóm đôi chi lục Pol Pot Nôn Chia Yên Sơ Ri Khieu Samphon Son Sen Chit Dam ta lục xây thọ ban khơi đặt tổ ong hút đại được tế bà chắc nhầm thọ khơi ông Nôn Chia tàu riền chỉ ngồi quạt. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool cha pe riêng sâu xa lá riêng càng dụ bài lúc xây ban chú quát những nhọc đại đất tế rồi có chú ban phẩm màn đoàn đấy bà chú ban tay mặt đoàn học quân ta là pe nốt lúc xây ban đăng tu lần tí quát chia bày tế nên con ông pe đã lục xây chú quan nước bạn đăng thác quan thua vậy đại được thế bạn cha pe chú quan nước nhau bạn đăng thác đi đăng thác quan tại quan mau bừng riêng tại phần nào học cún lục xây trong trăm bàn thế thác ca bừng riêng là bỏ quan lục nôn chi bừng riêng lục xây bừng riêng đó là được tây tiết. Ta khlâm xa xâm khăn này cả bổng riêng nâng đau từ lưu khlâm xa ở vầy. Quát này dây bị rưu ở vầy bà. Chắc như một bàn chạm đây lệnh. Ta lục xây trong trăm tì kỳ lệnh đây lục nôn chia. Bàn bổng riêng lục xây đại được tế. Nơi tì kỳ lệnh ná chạy cho bà. Chá nâu môn tì kho xám sập. Ồ cún. Tụ xây ai chạy bán thế thà ta tì gần lại để mê đoạn nôn sát nơi. Đôi chỉ lúc nôn chi ở tư khai cọp bông thông luôn.
ta quật nạn nơi tì cần lại na chạy cho bà. Dạ, nhóm ạ đăng đài. Ở cún, ta lúc xây ban trăm trăm tiết hạ, nơi khốn cho lọt cho năm một bộ rơi chất sức bầy, nơi cho năm một bộ rơi chất sức buồn. Ta lúc xây ban đăng thả lúc nôn chi gọt nơi tiên lại nà đại lực tế, gọt vừa với đại lực tế bà. Objection, Your Honor. Nét cột. Xong chụp tòa lục thiến. Xong trình, dạ tay mà toàn trả lời. At least the way the question was phrased in English clearly called for speculation. Could he know, could she know, would she know? Obviously, those kinds of questions have been not allowed by this chamber on a regular basis, so I object on the basis that it's speculative. Sự nỗ lực chăm sóc mình cứ trong đại tận lời ta lục sợi nằm xem những quạt bàn đằng lư tam ca trong cha được bọc quạt nơi không biết để quạt chụp chỉ mới lục nôn chia nơi không biết để liên biện dụ bài những ta lục nôn chia những ban phần dưa ban gặp quạt âm pi cái ca tu nôn ti được gọi lại để quạt thật nơi nơi không biết để quạt thưa cảm phiền nơi không làm một phòng để chật sập buôn muốn làm chật sập buôn đại tế bà sự nỗ lực cứ trong đại tận lời ở đây để quạt trong chạm. Bà sân chí quả mặt trong trang tiết nhằm xu sử dụng một tòa tiết bà. Sẽ đây chúng tôi nâng xe mang hai đây sẽ đây chúng tôi mình miên mũ đất thàn trầm trở tì. Sẽ thay cho lại tòa tiết nâng xùm nô đại xua trong cõi mai mình đi. Bà sân bà lụ sẽ trong trăm. Lụ sẽ nhằm xô mạng nhát xu lụ sẽ một đón tiết. Thật ta lúc xây trong trang bàn đại lực tế thà nơi khăn nông cho lọt cho năm bói kết sợ bay đó chẳng bói kết sợ buồn. Ta lúc xây miễn đại lư lúc nuôn chi bàn để giấy pháp lúc xây đại lực tế thà quát thật nơi tì cả lại ná hoài quát thừa với khá lạ bàn. Nơi khăn nông biết đại lúc xây bàn cho ruộng viên viện này dấu bái chỉ mươi nâng quát nơi khai cầm phong thông nụ. Bởi xây lúc xây trong trăm vì ta chẳng lói bởi tay bỏ tế nhằm xô. จ้าอัดจำเต็มขอบคุณลูกประเทศยังสมัญญาต่อสมรู้ต่อมุกเตียนลูกชายตาลูกชายสควอลคุมเปียมได้หรือเปล่าคุมเปียมคุมเปียมที่คุมบ้านเมียนเขียมเมียนในท่าลูกชายทรอปเนื้อตีนนู้ทเวก้าหรือก็ยามไม่บ้านคุมเปียม. ជាទីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំលោកវិទ្យាឯលោកដំណាងថាប្រញ្ញាគួរតែសួរច្បាស់លាស់ពាក្យថាភូមិពីមឬក៏ឃុំពីមនោះតំណងជានៅកម្ពុជាច្រើនណាស់អាចឆ្លើយមិនត្រូវទេណាបាទអាចជម្រាបដល់ស្រុកឬខេត្តទៀតដែលនឹងបានអាចយល់បានថាតើភូមិពីមឃុំពីមមួយណាដែលលោកមានបំណងសួរហើយឲ្យសាកសួរឆ្លើយអរគុណលោកប្រធាន สมมติเราจำสมัยคือสมัยเลยคุมเปี้ยมในสกปรกปงตลาดใครกับปงฉลามอะไรนี่จำลอยบอกว่าคือเตยในวัยเด็กก็บานฉลามในจมูกนางกาไรสัตว์จะต้องสื่อเกิดหายคือก็บานกาในตีนุกบานยังสมัญญาประต่อตัดเทียดลูกใส่น้ำแซมในขนมฉน้ำไม่พอจะสบายต่อจะสมบูรณ์ตาลูกใส่ดังเตี้ยท่าเมื่อนอนปะคุมในกัมพูชีบ่สนิลูกใส่จองจำตาเมื่อนอนปะคุมในกัมพูชีมีนมูลฐานในดับบอล ใบนู้หรือก็ในดับบอลนะในดับบอลใบคุมเปียมได้หรือเต้หรือก็มันทัดในใบดับบอลคุมเปียมสกับปงตลาดใครกับปงช่างเต้จะอัดในใครอันใดคุมเปียมนั่งเต้บ่เมื่อสั้นที่มันในใบนุ่งเต้ตาลูกใส่อายจะบานที่ท่า
mình đã nói bằng một chiếc miền mùa than cái lãnh thuốc cao và quát thật nơi đồng bọn ná chỉ mùa than ở dòng khăn không bạn bởi xin dịch lục xe chọn chậm cha cứ thật nâu khai cùng bông thông nâng cùng bông chạm cún lục xoáy, ở lần này xem xong vừa trôi từ con thuyền bạn mũi tiết để tiện tương lọt năm mươi phần bộ đội chết sập buôn, lọt năm mươi phần bộ đội chết sập pram, khu chiếm xuống trong chả lọt năm mươi phần bộ đội chết sập buôn, lọt năm mươi phần bộ đội chết sập pram, tất cả được không năm mươi phần bộ đội chết sập buôn, ta lục xoáy, lọt ban thu ចាក្នុងឆ្នាំ1979រយចិត្តសិបបួនខ្ញុំបានទៅបរទេសជាមួយលោកអៀងសេរីលោកខៀវសំផនលោកទីអុលនិងលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធបាទអរគុណតើលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅបរទេសនោះសំដៅទៅប្រទេសណាខ្លះ Để tôi nó cứ miền đọc bay và tê miền tê Việt Nam, tê chân, tê cổ rê. Em chào mình ơi. Cũng, ta lúc xây thua đồng nào tự tin lúc nông cùm nông ở vấy. Ta cần nạp bó tê phu để tôi nó nông cùm nông ở vấy chứ xung khăn bà. Nhưng mình chăm thế còn tại nhóm đứng tàu khá sợ lập bạc tại bà nông. Ở cuốn, tàu lục xây từ tín lúc từ bản mạng đón từ những nhọc đại đất tế. Hai lục xây đăng thà bị đợt nón bàn chạy trên tàu cài bởi tế những nhọc đại đất tế nó không nằm một con chất sợ buồn bà. Nhóm tàu tại một đoàn hay cái nạp bò đi phu đại tàu bò đi tế nữa mình chỉ nhật nhọt bọn màn thì tạo nhọc đằng ta lúc xây ai bị chạy bán tế thà bê bì liên thì cả chạy chênh đi bà tế Campuchia tàu bò đi tế ta tàu bà tế mùi mùi nắng năm khai là đấy lúc xây ai bị chạy trong trăm bán thế vậy thì họ thắt tới Afric, Chnam Na, tới bờ chân này Chnam Na và ta lúc ấy ai bị chạm bàn đại được tiếp à? Cha tao tai mặt đo lắm, vì miền đọc bay bờ tê lắm, nông là dẹt mũi khai, cần tê mũi mũi nhập mặt chầm thà còn man thằng ngày, vì khai buồn. អរគុណតើលោកស្រីធ្លាប់ស្គាល់លោកទីវអលដែរទេបាទតើលោកស្រីធ្លាប់ស្គាល់លោកទីវអលលោកស៊ុនស៊ីគឿនដែរទេចាធ្លាប់ស្គាល់លោកទីវអលហើយលោកមកដឿន អរគុណតារុស័យអាចបច្ចៈបាននេះថាលោកទីវអលនិងលោកស៊ុនស៊ីគឿននឹងគាត់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងសម័យនោះបាទលោកប្រធានសាក់សៃមកអត់ទាន់ថយតបសូមជើញលោកមេធាវីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាញ់មិញនេះតំណាងសាភរិញ្ញាជាតិបានចោទសំណួរ២ចំណុចទៅលើសាក់សៃទី១គឺបុគ្គលឈ្មោះទីវអលនឹង ទី២ស៊ុងស៊ីគឿនហើយសាក់សៃបានឆ្លើយស្គាល់តែម្នាក់ទេគឺទីវអលហើយស៊ុងស៊ីគឿនសាក់សៃអត់បានបញ្ជាក់ទេដូច្នេះសូម
ដើម្បីថាតើស័ក្តិសិទ្ធិស្គាល់ឬអត់ដើម្បីអាចបន្តសន្ទោសទៀតបាទសូមអរគុណអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកសាលោកស្រីនឹមសែងបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏ស្គាល់គាត់ទីអល់ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាតើលោកស្រីធ្លាប់បានស្គាល់ធ្លាប់បានលឺឈ្មោះសួងស៊ីគឿនដែរទេបើអាចមានការស្ដាប់ច្រឡំបាទសូមអញ្ជើញមេត្តាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ ស៊ូងស៊ីគឿនបាទចាស្គាល់ដល់ពេលនោះទៅទស្សនកិច្ចជាមួយអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រីស្គាល់លោកទីអល់និងលោកស៊ូងស៊ីគឿនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីតើលោកស្រីបានដឹងទេថាលោកទីអល់និងលោកស៊ូងស៊ីគឿននៅពេលនោះគាត់ធ្វើអ្វីដែរបាទ គាត់កាន់មុខតំណែងអ្វីនៅក្នុងពេលនោះឬក៏លោកស្រីមិនបានដឹងទេសូមលោកស្រីមេត្តាបញ្ជាក់បាទ ចាខ្ញុំអត់ដឹង អរគុណ សូមលោកស្រីមេត្តាជួយបញ្ជាក់អំពីការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុប លោកស្រីបានបញ្ជាក់មិញថាទៅ 13 ប្រទេស តើលោកស្រីបានទៅទាំង 13 ប្រទេសឬក៏លោកស្រីបានទៅតែប្រទេសណាក្នុងចំណោម 13 ប្រទេសនោះ ចាស់បានទៅទាំង 13 ប្រទេស បាទអរគុណលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅអឺរ៉ុប តើលោកស្រីធ្វើអ្វីនៅពេលទៅដល់អឺរ៉ុប ហើយគណៈប្រតិភូពេលទៅដល់អឺរ៉ុបនោះតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះ ពេលទៅដល់អឺរ៉ុបគណៈប្រតិភូដល់ទស្សនកិច្ចមើលសារមន្ទីរនឹងពេលខ្ញុំគាត់តែជាអ្នកជ្រៀងខ្ញុំបានចាំអរគុណចុះនៅអាហ្វ្រិកពេលទៅដល់អាហ្វ្រិកតើលោកស្រីនិងគណៈប្រតិភូលោកស្រី គាត់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយលោកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះពេលទៅដល់អាហ្វ្រិកបាទចាខ្ញុំអត់ចាំទេអូខេខ្ញុំសូមលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ខ្លឹមសារបន្តិចតទៅទៅនឹងចំណុចនេះ ពីព្រោះលោកសិស្សសិស្សក៏បានចង់ចាំទេបាទដើម្បីជាការរំលឹកការចង់ចាំរបស់គាត់គឺខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារ E3/115 និង IS12.8 ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់រណសិរ្សខ្ញុំសូមដកស្រង់បើសិនជាអនុញ្ញាតតទៅនឹងបញ្ហានេះគឺតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ នៅរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមកម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកឯកសារនេះគឺបានដកស្រង់ចេញពី AKI នៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 1974 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងគណៈប្រតិភូនៃរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមកម្ពុជាដែលមានលោកខៀវសំផនជាប្រធានហើយដែលលោកជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈមជ្ឈិមរបស់រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជា នឹងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរូបជាកម្ពុជាព្រមទាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងរណសិរ្សរួមជាកម្ពុជានិងដែលមានលោកអៀងសេរីជាអនុប្រធានដែលលោកជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំង កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាតាមរយៈយន្តហោះពិសេសដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានយើងក៏សង្កេតឃើញមានវត្តមាននៃបេសកជនការទូតរបស់ប្រទេសអាល់បានីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសអាល់ហ្សេរី
ប្រទេសម៉ូរីតានីប្រទេសកាមេរូនប្រចាំនៅប្រទេសចិនផងដែរបើចាប់ការដកស្រង់ប៉ុណ្ណេះបាទលោកស្រីនឹងសែមតើអ្វីដែលលើកឡើងនៅក្នុងសារព័ត៌មានអាកាអ៊ីនេះសារព័ត៌មាននេះតើជាការដែលលោកស្រីយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវពិតដូចចឹងមែនដែរឬទេបាទឬមួយក៏លោកស្រីមិនចង់ចាំបាទ ត្រឹមត្រូវអរគុណខ្ញុំសូមបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតលោកស្រីនំសែមលោកស្រីធ្លាប់បាននិយាយពីមុនលើចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ការឡាយសហជាតិកងស៊ើបអង្កេតថាគេធ្លាប់បានជ្រើសឲ្យលោកស្រីទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ 1974តើនេះជាការពិតដែរឬទេបាទ ចាជាការពិតអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថានារាគេជាអ្នកជ្រើសរើសលោកស្រីឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមនោះចាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែកាលពេលនោះគឺអ៊ំអៀងសេរីគាត់នាំទៅអរគុណតើគេឲ្យលោកស្រីធ្វើការនៅកន្លែងណា ហើយធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះបាទចាធ្វើការនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហើយខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងតើប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះស្ថិតនៅទីកន្លែងណាលោកស្រីចាំទេបាទប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះនៅជ័យក្រុងហាណូយ ចាំទីតាំងអរគុណតើអ្នកណាគេជាអ្នកប្រធានវិទ្យុនោះបាទចាប្រធានវិទ្យុនោះគឺខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ដែរមិនដឹងពាក្យអ៊ំអៀងធីរិទ្ធឬក៏បងស៊ូនោះខ្ញុំអត់ចាំដែរ តើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេកម្មវិធីវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំចាំមិនអស់ទេគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងឆ្នាំនោះនៅវ័យជាមួយអាមេរិកផ្សាយពីដំណឹងស្មាតភូមិខ្ញុំចាំមិនអស់ អរគុណតើកម្មវិធីវិទ្យុអ្នកណាគេជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមុននឹងផ្សាយហើយអ្នកណាគេជាអ្នកស្រីអត្ថបទមុននឹងផ្សព្វផ្សាយបាទលោកស្រីមានចងចាំទេបាទចាខ្ញុំអត់ចាំទេភ្លេចអរគុណតើលោកស្រីនៅទីនោះធ្វើការទៅនេះអរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំ រយៈពេលមួយឆ្នាំលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាសហការីរបស់លោកស្រីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងលោកស្រីមាននារាខ្លះលោកអាចលោកស្រីអាចរៀបរាប់ឈ្មោះបានទេបាទទាំងប្រធាននិងសមាជិកដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងវិទ្យុនោះធ្វើចាំផ្លេចអស់ហើយចាំតែ លោកមីលោកខុនអត់ចាំអត់សូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លងទៅសំណួរមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រវត្តិនៃព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីដំណើររបស់លោកស្រីជាមួយនឹងលោកខៀវសំផននិងលោកអៀងសេរីនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសចិននៅកូរ៉េខាងជើង រូម៉ានីយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសដទៃទៀតបានន័យថាក្រោយពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរជាមួយអស់លោកតានោះនោះទៅក្រៅប្រទេសតើលោកស្រីបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសិនមុននឹង
lục xây thua đồng nào tới thị trấn Hà Nội rưu mũi có biết đại thua đồng nào tà lọc mơ bí bà tế chấn vinh chỉ mũi lục khiêu xâm phón nên lục yên xí lục xây bàn to đồng nào tới thị trấn Hà Nội đòi trăng tay mặt đón rưu có dạng nào bạn. Chắc thua đồng nào tới thị trấn Hà Nội tay mặt đón. Cũng lục xây ai bà chạy bàn thế thả bên đúng. Nên là chỉ nè bạp lục xây ai thu đầm ná tư chỉ mùi lần tư Hà Nội. Nên là cái nè bạp lục xây bà. Chà, ông Yên giờ rì. Cũng xong bà to đầm ná xung đua tư tiết. Bà to bì với đầm ná bà lục xây bì bà tư ở rộp nâng ạ Phật Nhà Vinh lời chân nam bà phòng là chất sập buồn. Ta miên là ná khlạc nơi không chuẩn nom của miền đất nom bắc của Campuchia, rư là nạ xe rụ đúng chết Campuchia, bàn chạ chân pi bờ tây chân chỉ muốn là lục xây tây căn bờ tây Việt Nam chỉ muốn là lục xây ai đi vào bán thế thà miền đất nom nạ khla, là bắc của Campuchia, rư co là bắc cho là nạ rồi xe rụ đúng chết Campuchia để bàn thu làm nạ tới chỉ muốn lục xây tây căn bờ tây Việt Nam nơi chăn nuôi và cứ chăn nuôi mà còn chết sự buồn. Chăm miền lục khiêu xâm phán lục tiểu ấn lục yên xử lý hay nâng cồng xa lập bạc bày nhẹ miền khả nhóm mật sáu nâng mật khôn. Quân ta lúc xây ai bị chạy cho 3 hàng bí ca bà đại chạy thằng ngày khai chân nằm đại đại tế cứ thằng ngày khai chân nằm đại lúc xây vừa bị bà tế chân hỏi tự căn bà tế Việt Nam đòi trọng tại mà đó nụ chăm thằng ngày tế chăm tại khai cứ khai mê xa hấp chăm thằng ngày tế khai mê xa chân nằm còn mát bà chân nằm bà con vừa rồi mà. Bà? Quan buôn rồi chắc rất buồn. Có cuốn ta ở lúc đã chỉ biết được nom để ban thư đồng nào từ căn bản Việt Nam chỉ muốn lục xây ta ở lúc từ lúc ban sẵn nặng nơi chỉ muốn nâng lục xây rồi có sẵn nặng nơi tìm lại xây anh tiệt. Chắc sẵn nặng nâu xên khả nghiệm. Còn ta lục xây ai bà chạy bán thế thà mê đợt nôn thằng ơ để lục xây bán bà chạy chung hòm bánh bánh đi. Ta bị đại quạt thật đo là bà tì Việt Nam. Ta quạt bán phơ cách cao vầy khla. Bán phơ sạc mà phía ở vầy khla nơi tin nước vật. Chắc nhau mặt đăng rồi. Ta lúc xây ai bị chạy bán thế ông phía là dạp phía đại lọc lúc mình được nôn thì ông nốt sẵn nơi bởi Việt Nam bà đã phía là ông phẩm màn khá chân nắm rồi có dạng mấy bạn. Ta sẵn nâu đang đa tôi sẵn nâng cách cổ bật tiếng tại mùi khai bằng nó. Chúc biết được quan sát nơi của Việt Nam, ta quan nơi dạp biệt và mãn vào. Miền Tây, ông Yên thì rất đấy, sát nơi mùi chân nặng, đổi nhầm này. Bác Quân, ta đọc xây bán đăng ẩm phi, sẽ cảm ơn phép là bán lúc Yên Sĩ, nên lúc khi xâm phón, nơi biệt đại quan chạy trên pi thư đồng nào phim tiêu Việt Nam ta quát thư đồng nào mập tiêu Campuchia nâng tư đồng bọn nào mà ta rút xây miệng đắng nít hả quát bạn chạy trên pi nâng Việt Nam tư mà Campuchia nâng ta tư được thông đồng bọn nào tư tiêu lại nào ta rút xây bạn đắng đại tư chạy
cha tới đầm bàn cầm bông thầm. Ok. Tại quạt tới tin luôn, không cùng nào vậy. Tại quạt bị mát, bắp lục xay thế, nửa pì để bún pì để quạt chả chén nữa. Dạ, bàn bắp thế. ក៏គុណលោកស្រីដែលបានឆ្លើយក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបន្តតេតិនទៅនឹងប្រធានបតតេតិននឹងក្រសួងគុសនាការនិងព័ត៌មានបាទបើសិនលោកស្រីចង់ចាំសូមលោកស្រីបន្តឆ្លើយបើសិនជាអត់ចង់ចាំទេមិនអីទេសូមអាចឆ្លងទៅមុខទៀតបាទសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរពេលនេះគឺតើពេលណាប្រកាសដែលលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលមកទីកម្ពុជាវិញតើពេលណាប្រកាសដែលលោកស្រីបានវិលចូលមកទីកម្ពុជាវិញបាទ Chào chnam 75 khai 5 ban vel mok te Cambodia vinh Hat avai ban luk srei vel chol mok te Cambodia vinh Ku prateh Cambodia trou rum dah ban chol mok vinh បាទនៅពេលដែលលោកស្រីចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីបានទៅរស់នៅទីកន្លែងណាហើយបានធ្វើកិច្ចការអ្វីបាទចូលមកវិញនៅកន្លែងឃោសនាការធ្វើជាសិល្បៈក៏ដែរអរគុណតើអ្នកណាដែលចាប់តាំងលោកស្រីឲ្យធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មាន trong vị sai sở lập đó đại nục. Cư lục hồ nằm. Ở quân ta lục xây phương cách ca nơi khăn ông xuống khu sản ca nằm phòng miễn khăn ông niên dân đại sở lập bạc chạp bị pin ná, đào pin ná, ở dạp pin và màn chân nằm bạc. រយៈពេលមួយឆ្នាំពី75ដល់76អរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកណាជាប្រធានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មានមានសម័យនោះជាប្រធានសម័យនោះគឺប្រធានឃោសនាការគឺលោកហ៊ុននំហើយប្រធានសិល្បៈ គឺមានមិត្តសៅហៅត្រៀនិងលោកម៉មនិងលោកកែវអរគុណតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់អំពីទូនីតិរបស់លោកសៅហើយលោកកែវដែរទេតើគាត់កាន់មុខតំណែងអ្វីដែរនៅក្នុងក្រសួងជាមួយលោកស្រីនោះ Chà lục sau nâng tùm nay anh có thì Phật Thiên hay nâng kháng đi quân chùm riêng. Ai lục mong nâng lục cao khá nhầm đằng. Cún, ta lục sợi bán đăng ẩm pi rạch nhà sầm phoan, cục cơ nâng chặt tăng, rồi bác ở xuống khu sạc ca nâng phó đẩm miên, đai lục sợi thuê ca nâng tin nục đại được thề. ចាខ្ញុំមិនសូវដឹងទេអរគុណតើនៅពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងក្រសួងនោះតើការងារដែលលោកស្រីធ្វើហើយនិងការងារដែលលោកស្រីធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមជាកិច្ចការដូចគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាចាកិច្ចការដូចគ្នាជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នានឹងអានពិជុខ្លះខ្លះ អរគុណលោកស្រីបានបញ្ជាក់អំពីថាលោកស្រីបានអានអត្ថបទតាមវត្ថុផ្សាយតាមវត្ថុអត្ថបទផ្សាយតាមវត្ថុតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាអត្ថបទដែលលោកស្រីអានតាមវត្ថុហ្នឹងគឺជាអត្ថបទមានខ្លឹមសារ
dạ đôi mặt đấy nên dây pia vậy bà at bọn nó để dây pì lực đồng cang chia chôn dương chia bờ lai lực tận nục chị bật yoga ca rồi bị bật bỏ ra nì ấy nhập chăm bạn học quân tại at bọn nè nền nát kia chỉ đẹp bậc cô là lục sợi án hay nền nát chỉ đẹp nhịp quân at bọn nâng rồi có từ thuốc khó trai lực at bọn luôn bà muốn là lục sợi án tam sự à tập bọn nó miền chmo han thì nè nịp quân hay nẹp xây xây tiền cho mặt chạm hiểu mà ai à lúc xây ai phải chạy bán thế tha bật thiên bật chịu nơi pê nu trên là ná và nhưng chạm mình chỉ bạn đấy bật thiên pê nu ai lục hôn nằm càng lại nâng. Ở cuốn tận tận nâng ở bên đại lục ban chạm bánh mình tận tận nâng cà sọc sai tam vật trụ ta roi qua đồng miền ắt bắt đại lục xây ban an toàn nu cứ lục xây an thằng sóng rứa co lục xây ban tận tua bình chia bị nặn lơ ở miền cà cà phải đòi bọc quần nam muối mình vừa cà an rứa co miền cà trút bọc nứt bị bọc quần nam muối mình vừa cà an rứa con lục xây ban đầu tuổi hỏi an tam vật trụ tại mặt đòn rứa con miên ca trút một nứt vì bậc cô na sẵn mình thôi ca an như vậy mà vậy chắc nhom ngặt đăng đái đăng ta vì nhom ở an nhom an sa cho sa lang ban lang an đặt trụ thọt chia dùm lên ông quân ta lục xây miên đại ban đập lư, xung tố ban an ắt bớt, tam vật trụ nâng miệng đại lưỡng pi pịa tha, para chơi là bọn đồn nô, chơi para chơi bộ chặt bớt âm rệt, đại được tiếp à? Chà đại lư, lúc đấy đại ban lư pịa tha chơi dùm nha, ngày đập làm pi khai mesa chạm bớt cái sập rắm. Hãy an tâm một chút nâng miệng bàn pra biện nâng nhậm nhọp đại đại tế, rất có giá mệnh vào. Chà bàn lư chăm mình đó hả? Chốt biện tha mà hà lúc lo mà hà ọt chà, ta lúc xây bàn thọp lư, thọp bàn khơi, thọp bàn an tâm một chút biện nâng đại đại tế vào. Mà hà lúc lo mà hà ọt chà. Chắc thọp lư tân mận đại bàn an thì chốt biện tha ca to su bản nặng cua mi kiên nhiều bài bọc bạn dự được sao là bọc bạn ta biện on đi lúc xây ban lư lư thọp bàn an ta một chút đại được thì chắc mình thọp thì ở cuốn chóp bịa mê đồn nom là bảo bạc công ty Campuchia đôi chỉ lục nuôn chia lục yên sơ ri lục khiêu sầm phon lục xây yên thể rất nâng mê đồn nom môi trường nuôn tiết ta mua là bảo lục mê đồn nom tỏ nốt lục xây thọ ban an chỉ nhấp nhóp nâng không ăn bắt sai tam vật trụ nông đại đại tế bạn cha ở thọ thì ở cuốn trong sự cam bập hiệp ở rập bò mới được nom rập bò bạc cùng đi Campuchia để khi mà điệp rập chung ở bài mình đi ta sự cam bập hiệp rập bò quạt đầu xây thọ bán an để không ăn bớt tam sự nút đại được tỷ cha mình thọ tỷ ở cuốn cho bịa tha cầm tịch khăng bịa tha khăng si rung tì khăn nồng, bịa tha bọt bạc để bọt, chun bọt,
ពីទាំងអស់នេះលោកស្រីធ្លាប់បានអាននៅក្នុងអត្ថបទពីដែលផ្សាយវិទ្យុនោះដែរទេតែមិនធ្លាប់ទេអរគុណខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតលោកស្រីសសៀកបាននិយាយដូចតទៅនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់កាលពីឆ្នាំកាលពីថ្ងៃ15ខែសីហាមុននៅក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់ឆ្លើយនៅទីនេះនៅក្នុងសវនកម្មនៅទីនេះខ្ញុំយកឯកសារ E1/108.1 បាទគាត់ឆ្លើយនៅវេលាម៉ោង14:19:04បាទជាភាសាបារាំងត្រង់ទំព័រ EN92ជាភាសាអង់គ្លេស80/81ជាភាសាខ្មែរត្រង់ទំព័រ67ក្នុងនេះគឺគាត់ចង់និយាយអំពីការអប់រំរៀនសូត្រការឈានពានរបស់បរទេសហើយនឹងការតស៊ូការពារទឹកដីតើនៅសម័យនោះលោកសីធ្លាប់បានលើកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការតស៊ូរបស់បកគណីកម្ពុជាដើម្បីទឹកដីឬក៏ដើម្បីអ្វីចាបានលើដើម្បីទឹកដីអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមានសំណួរ5សំណួរទៀតលោកប្រធានមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការសួរសំណួររបស់ខ្ញុំលោកស្រីសតនំសែមខ្ញុំសូមបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយនេះលោកស្រីគឺតើតើនឹងបញ្ហានៃការរៀបអភិបាលនៅពេលលោកស្រីអានអត្ថបទតាមវិទ្យុតើលោកស្រីមានដែលបានលើពាក្យដែលគេនិយាយក្នុងអត្ថបទនោះថាការរៀបអភិបាលអំពីការតើតើនឹងការមិនអោយអនុវត្តគោរពបូជាសាសនាឬក៏តើតើនឹងបញ្ហាជំនឿប្រជាជនឬក៏មានបញ្ហាការបង្អត់បាយអីដែលលើពាក្យនេះតែទៅនៅក្នុងអត្ថបទដែលរុស្សីផ្សាយតាមវិទ្យុនោះបាទចាមិនដែលលើទេអរគុណសួរមួយទៀតចង់សួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីដែលបានអានអត្ថបទសន្ទរកថាឬក៏បទសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់មេដឹកនាំបកគុំនេះកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតេតិនទៅនឹងមេគៀននយោបាយរបស់បកតើលោកស្រីដែលបានអានអត្ថបទនេះនៅពេលផ្សាយតាមវិទ្យុដែរទេចាមិនដែលបានអានទេបាទសូមសួរសំណួរទី3សំណួរទី3តើលោកស្រីដែលបានឮសំឡេងប្រជាជនដែលគេសម្ភាសដែលបត់យកការយកឲ្យលោកស្រីដើម្បីចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុនោះដែរទេបើសិនជាមានតើអត្ថបទនោះតើតឹងនឹងអ្វីបាទបត់យកការដែលជាសំឡេងសាច់អត្ថសំឡេងការសម្ភាសប្រជាជននៅសម័យនោះ